Tiểu sử diễn viên Phương Oanh không những tài năng mà còn đi đôi với nhan sắc tuyệt vời. Diễn viên Phương Oanh được biết đến lần đầu tiên với vai trò người mẫu ảnh. Sau này cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công nhờ khả năng diễn xuất lôi cuốn, tự nhiên và khả năng hóa thân xuất sắc. Để hiểu rõ hơn về cô diễn viên tài năng này, mời bạn cùng theo dõi bài viết sau đây nhẹ tôm tắt tiểu sử diễn viên Phương Oanh. Tên đầy đủ, Đỗ Phương Oanh. Năm sinh, 23 tháng 9 năm 1989. Quê quán, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Nghề nghiệp, diễn viên. Nghệ danh, Phương Oanh. Năm hoạt động, năm 2012 nay. Chiều cao, 170cm. Số đo 3 vòng, 84-62-92. Nơi sinh sống và làm việc hiện nay, Hà nói điền viên Phương Oanh là ai? Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, Cô sinh ngày 23 tháng 9 năm 1989 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trong gia đình có bốn anh chị em. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2012 nhưng không gây được ấn tượng và tiếng vang lớn. Chỉ đến khi hóa thân vào vai Quỳnh trong bộ phim Quỳnh búp bê năm 2018, thì cô mới được khán giả biết đến rộng rãi và trở nên nổi tiếng. Trước khi bén duyên với nghề diễn, cô từng được biết đến với vai trò diễn viên tự do, diễn viên Phương Oanh và các giải thưởng quan trọng. Năm 2017, Cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho hạng mục phim truyện truyền hình với vai súa trong tác phẩm Lặng Yên dưới vực sâu tại lễ trao giải Giải cánh diều vàng 2017. Mới nhất vào năm 2020, diễn viên Phương Oanh nhận đề cử giải nữ diễn viên chính cho phim truyện truyền hình Cô gái nhà người ta và những ngày không quên, giải ấn tượng Đài truyền hình Việt Nam 2020 không diễn viên Phương Oanh chia tay bạn trai doanh nhân giàu có. Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh xác nhận rằng cô và bạn trai doanh nhân đã chia tay nhau cách đây không lâu nguyên nhân là do cả hai người nhận thấy có quá nhiều vấn đề chưa phù hợp nữ diễn viên chia sẻ tôi kỳ vọng rất lớn vào mối tình này cả hai luôn cố gắng vun vén nhưng đi sâu tôi nhận ra nhiều vấn đề chưa phù hợp và không đúng thời điểm do đó chúng tôi quyết định dừng lại tôi nghĩ đã không còn phù hợp thì không nên gượng ép vào việc chia tay giúp nhau tốt hơn mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng và tôi cũng xin phép không chia sẻ thêm nữa bởi đây là vấn đề riêng tư Ngoài ra, Phương Oanh Quỳnh Búp bê cũng thừa nhận bản thân là người kém may mắn trong chuyện yêu đương. Sau khi Phương Oanh chia tay bạn trai doanh nhân, cô cho biết cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, đau khổ vì bản thân đã từng kỳ vọng rất lớn vào mối quan hệ này. Tuy nhiên, hiện tại cô nàng đang cố gắng cân bằng mọi thứ để cảm xúc không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Phương Oanh và bạn trai doanh nhân công khai yêu nhau hồi đầu năm 2020. Được biết cả hai không tình cờ gặp gỡ mà quen nhau qua lời giới thiệu của bạn chung. Nữ diễn viên cũng cho biết thêm bạn trai cũ của cô là người rất chín chắn và mang đến cho cô cảm giác chân thành, tin cậy. Đây cũng là người bạn trai đầu tiên mà cô nàng công khai trước công chúng. Diễn viên Phương Oanh mua nhà mới khang trang không ngờ. Mới đây diễn viên Phương Oanh tiết lộ cô đã chuyển về nhà mới mua trước Tết Nguyên đán. Căn nhà của cô rộng hơn 100 mét vuông, tọa lạc ở quận Bắc Tử Liêm. Phương Oanh chia sẻ cảm xúc đầy phấn khích và hạnh phúc khi dọn về nhà mới. Đây là niềm an ủi, sự khích lệ và phần thưởng lớn nhất Oanh dành tặng bản thân vì đã vượt qua được năm 2020 đầy gai góc, vất vả. Tuy hiện tại cô không tiết lộ giá trị của căn nhà nhưng chỉ cần nhìn qua hình ảnh do cô chia sẻ cũng có thể thấy rằng đây là một ngôi nhà rất sang trọng, tiện nghi và chắc chắn là có giá thành rất cao. Như vậy cũng đủ đoán được Phương Oanh giàu có đến mức nào. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn mở công ty kinh doanh mỹ phẩm riêng. Theo những gì cô giới thiệu thì căn hộ mới của Phương Oanh gồm 3 phòng ngủ nhưng cô đã bỏ một phòng để chỉnh sửa cho phòng khách rộng hơn. Nữ diễn viên rất thích nấu nướng nên cô đầu tư chăm chút không gian bếp rất tỉ mỉ và đầy đủ. Phương Anh đã tự tay chăm sóc và trang hoàng cho ngôi nhà mới của mình. Diễn viên Phương Anh và sự bức phá với vai diễn Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Bộ phim Quỳnh búp bê là bệ phóng hoàn hảo và đã giúp Phương Anh nổi tiếng suốt một thời gian dài và nhận được sự yêu mến của công chúng. Trong phim, cô gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên và đầy cá tính. Với khả năng nhập vai tài tình của mình, Phương Anh Quỳnh búp bê đã khắc họa một cách khá rõ nét về cuộc sống đau thương sầu cảm của nhân vật Quỳnh. Sau thành công của bộ phim, cô được khán giả yêu ái đặt cho biệt danh Quỳnh búp bê. Diễn viên Phương Oanh tái xuất trong dự án mới với diễn viên Mạnh Trường. Theo nguồn tin đã công bố, sắp tới Phương Oanh và nam diễn viên Mạnh Trường sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ và vào vai một cặp đôi yêu nhau trong dự án phim Hương vị tình thân của Đài Đài truyền hình Việt Nam và được dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 4. Tuy cả hai không chia sẻ về thông tin vai diễn của mình nhưng thông qua tạo hình nhân vật được chính chủ chia sẻ cũng như trích đoạn ngắn trong phim mới được Đài truyền hình Việt Nam đăng tải có thấy đây là một bộ phim khá hấp dẫn với những nhân vật thú vị. Chúng ta hãy cùng đón chờ nhé. Phương Oanh bắt đầu đóng phim vào năm 2012. Những bộ phim lúc khởi nghiệp làm diễn viên của cô phải kể đến như là Hoa bay, lời thì thầm từ quá khứ. Gái già si tín người đẹp 8X là một trong số hiếm hoi những người mẫu đá chéo sân thành công và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía chuyên môn. Năm 2017, Phương Oanh tham gia bộ phim Lặng Yên dưới vực sâu, cô đã thể hiện thành công vai diễn này và nhận được đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất phim truyền hình. Sau sự thành công và để lại ấn tượng trong vai sứa của Lặng Yên dưới vực sâu, sự nghiệp nghệ thuật của Phương Oanh ngày càng nở rộ. Năm 2018, Phương Oanh chính thức trở thành cái tên hot của khu vực miền Bắc sau khi hóa thân vào vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Bộ phim thực sự gây được tiếng vang lớn khắp cả nước nờ nội dung kịch tính, hấp dẫn và lối diễn thực sự chân thực. Phương Oanh đã có một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình sau vai chính này cô được nhận xét là nhập vai tròn trịa, bộc lộ được những lúc mặt gai góc và nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên 8X lột xác vào nhân vật đanh đá, gian xảo khác hẳn với những vai hiền thục, chịu nhiều uất ức như trước kia trong phim nàng dâu order. Tên tuổi của Phương Oanh liên tục được hâm nóng thời gian gần đây khi cô liên tiếp nhận được nhiều vai diễn khác nhau. Mới đây, người đẹp 8X tham gia vào cô gái nhà người ta với những tình huống éo le, bi thương và liên tục được đẩy lên cao trào. Có thể nói trong suốt 7 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Anh khá có duyên với những vai diễn số phận nhiệt ngã khi thường nhận được những kịch bản phim mang tình huống có phần bi kịch. Nói như vậy nhưng không có nghĩa Phương Anh bị đóng đinh với hình tượng như vậy. Thực sự cho thấy cô có thể vào nhiều dạng vai diễn khác nhau và hoàn thành một cách xuất sắc. Phương Anh và lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ vốn có lợi thế về chiều cao, ngoại hình cân đối hay nói cách khác là khá ưa nhìn. Thời gian gần đây Phương Anh cũng đi theo phong cách gợi cảm, tôn vóc dáng. Nhờ sở hữu vẻ đẹp quên thời gian mà Phương Oanh được nhận vào vai Quỳnh dù cô hơn nhân vật đến 10 tuổi. Thế nhưng sau vai diễn để đời ấy, Phương Oanh lại xuất hiện với gương mặt khác lạ, khiến nhiều người thất vọng. Bởi trước đây cô vốn dĩ đã đẹp tự nhiên rồi mà hiện giờ can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Dù nhận về không ít chỉ trích và ném đá thế nhưng người đẹp 8X vẫn không hề lảng tránh việc mình thừa nhận có sự can thiệp của dao kéo mà cô hài lòng với quyết định của mình. Cũng có thể thấy sau hơn một năm trùng tu nhân sắc, Phương Oanh đã trở nên ngày càng quyến rũ, thanh thoát hơn. Cơ duyên đưa diễn viên Phương Oanh đến với nghề diễn xuất. Theo Phương Oanh cho biết, cô đã có một khoảng thời gian đi rửa bát thuê và làm nhân viên đứng xếp bóng của một quán bia. Tuy nhiên, cô đã bị khách hàng làm phiền và bám theo nên đã bỏ việc ở đó và tiếp tục sự nghiệp học đại học. Mãi tới năm thứ ba của đại học, cô bắt đầu tham gia vào cuộc thi Hoa hậu trang sức. Lúc này thì cơ duyên mới thực sự đến với cô khi được các công ty người mẫu để mắt tới. Thông qua nghề người mẫu thì cô cũng bén duyên với nghệ thuật. Những ngày đầu đóng phim, cô nàng đã diễn từ những vai nhỏ. Những vai diễn này chỉ cần có ngoại hình đẹp, biết diễn xuất một chút là được. Nhưng mãi tới tận năm 2012 thì cô mới thực sự bén duyên với nghề diễn rất nhiều bộ phim hoa bay. Năm 2017, diễn viên Phương Oanh đã chăm chút nhan sắc và phong cách nhiều hơn. Có lúc cô theo đuổi phong cách nữ tính kiểu Hàn Quốc, chọn những bộ đồ thanh lịch, trang điểm phong cách trong suốt. Có khi diễn viên lại cá tính với son môi đậm và mặc váy rẻ ngược gợi cảm. Trong thời gian này, cô bắt đầu được khán giả chú ý khi đóng ngược chiều nước mắt. Trong phim, diễn viên Phương Oanh đảm nhận vai mai nữ sinh nhạc viện có giọng hát ngọt ngào và da diết. Để vào vai này, cô đóng nhiều cảnh ca hát trên sân khấu. Trong buổi họp báo ra mắt phim, người đẹp gây ấn tượng với đầm lịch vai đơn sắc, diễn viên Phương Oanh chia sẻ về bộ phim Quỳnh Búp Bê. Tỏ top Dù được đề cử dài cánh diều vàng nhưng phải đến phim Quỳnh Búp Bê, diễn viên Phương Oanh mới thực sự gây sốt, được nhiều người quan tâm. Hâm mộ, Phương Oanh cho biết ngoài đời cô là người nói nhiều. Điều này cũng gây khó cho cô trong những tập đầu đóng phim Quỳnh búp bê. Khi ấy, nhân vật Quỳnh hầu như không nói. Bên cạnh đó, Phương Oanh gặp khó khăn lớn nhất là chênh lệch tuổi tác giữa Oanh ngoài đời và Quỳnh trong phim. Phương Oanh ngoài đời hơn nhân vật Quỳnh đúng một giáp. Khi ấy Phương Oanh 29 tuổi phải hóa thân thành Quỳnh một cô gái 17 tuổi nữ diễn viên chia sẻ. Sau khi đóng Quỳnh búp bê, cuộc sống của phương oanh thay đổi lớn nhất là tình cảm của khán giả đi ra ngoài đường ở bất cứ nơi nào hầu như mọi người cũng nhận ra tôi nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ